Nếu bạn có tầm tài chính từ 5 đến 6 triệu, bạn sẽ lựa chọn mua xe đạp nào? Xe địa hình, xe đạp gấp hay xe city? Xe địa hình với ưu điểm là thiết kế thể thao bắt mắt, bánh xe to bám đường và giảm xóc rất tốt. Vậy nhược điểm là gì? Bánh xe to nên đi đường dài hay đi tốc độ cao sẽ khó hơn. Ưu điểm của xe gấp là gì? Một size có thể phù hợp với rất nhiều người và có thể gấp gọn khi chúng ta di chuyển. Do bánh xe nhỏ nên khó di chuyển nhanh và giảm xóc không tốt so với các loại xe địa hình khác. Còn về xe city thì sao? Với ưu điểm thiết kế thể thao nhẹ nhàng, lốp xe mỏng giúp cho việc di chuyển đường dài dễ hơn. Còn nhược điểm của xe city là gì? Giảm xóc không tốt, nếu đi cung đường xấu sẽ không thoải mái. Nếu bạn yêu thích kiểu dáng thể thao và thường xuyên đi trên nhiều cung đường khác nhau thì bạn hãy lựa chọn xe đạp địa hình. Còn nếu bạn sống ở chung cư hay đi tàu điện hoặc đi dã ngoại bằng ô tô thì bạn hãy lựa chọn xe gấp gọn để di chuyển dễ hơn. Còn nếu bạn sống ở thành phố và thường xuyên đi trên những con đường đẹp thì các bạn có thể lựa chọn xe city. Cả 3 mẫu xe đều có những ưu, nhược điểm riêng. Bạn hãy lựa chọn mẫu xe nào phù hợp với nhu cầu của mình nhất nhé. Mọi thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập vào website bytoschool.vn.